Kami, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca năng ni thi tăng phát huy đảm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê, dạ xin vâng. Ba na ti ba ta Vedamani sikha bất năng samad yami, con xin với những điều học là quy chánh xa sự sát sanh. A đinh nai đai nam Vedamani sikha bất năng samad yami, con xin với những điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Kame sumicca acara Vedamani sikha bất năng samad yami, con xin với những điều học là quy chánh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da Vedamani sikha bất năng samad yami, con xin với những điều học là quy chánh xa sự nói dối. Sura me ra ya ma cha pa ma da ta na Vedamani sikha bất năng samad yami, con xin với những điều học là quy chánh xa chỉ dễ uống rượu và các chất sai. Panatipata Vedamani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa sự sát sanh. Adinadana Vedamani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa sự trộm cắp. Kame sumicca acara Vedamani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa sự tà dâm. Musawada Vedamani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa sự nói dối. Sura merayama chapama dathana Vedamani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani ban jasika badani sa tu kang katua ngabamai denani chakalang samarakitapang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng mới giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàn tê, dạ xin vâng. Sì lê na su ca tinh doan thị sì lê na phô ca sâm bán đài sì lê na nê phô tinh doan thị tà sâ ma sì lâm vị sô tha dê ca giúp cho anh sanh về cõi trời cũng như giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng như giữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng như giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Sa thú lành thay, con xin sám hối trước tam bảo. Uttamang ghe na won de hang pa ta pang sung waru tamang Bhutheyo khalito doso bhutho khamatutang mamang, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang thamman cha duvi thang warang Thamme yo khalito doso thammo khamatutang mamang.
Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc, hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho ta mang sang khe yo khalito do so sang kho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đàn. Ovadu sapa mangalam rakhandu sapa devatai sapa puttahai nupa vena sadaso thi pavandite ovadu sapa mangalam rakhandu sapa devatai sapa thammam nupa vena sadaso thi pavandite ovadu sapa mangalam rakhandu sapa devatai sapa sankhahai nupa vena sadaso thi Phật quanh tụ tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Số thà la thô tổ guru no bút tha sa sa ne a ro go su ki tổ hôi sa sa bê nhà thi phi sa thà la tham Sukhita Virunaha Buddha Sasane Aroga Sukhita Hoi Saha Sabbe Nyati Prite Atalatha Sukhita Virunaha Buddha Sasane Aroga Sukhita Hoi Saha Sabbe Hị nhà tị phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sitiya chanaga tha sinh tham mạnh tu sinh tham mạnh tu sinh tham mạnh tu đăng pha lăng etasmin ratana ta yasmin sambasai dana chem ta su. Cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay, nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la kam mang ka ta bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ka tang pu nya pa lang mai hang sa be fa gi fa wan tu te ye tang ka tang su vi di tang din nang pu nya pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan tua ni ve da yung sa be lo kam hi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka ma nu nyang pho cha nang sa be la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước Phật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Ý đàng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Ý đàng quá ta mê bù nhàn à sa quá kha yô quá hàng hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây,
Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho yên vui. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikha yukha hontu arogha hontu sampatti sammicchantu sukhi attanang pariharantu dukha patta chani dukha phaya patta chani phaya soka patta chani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nhà con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tam Thầy á, Nam mô Sơn Thầy á. Và bây giờ là 4:29 sáng giờ Việt Nam, cũng đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Không biết sư có rảnh tay chiếc máy hay không. Nếu có xin cho con một bàn tay, cho con biết tín hiệu để con kính nhường mic đại cho sư bắt đầu chương trình sinh hoạt sáng nay. Con kính nhường mic cho sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thượng đức tăng,
trong những nick name mà chúng tôi được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ, chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 19. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arahang Tatha Gato Lo Kutamo Sapagaru Huichet Thako Lo Kasasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Yakan. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não thoái trăng, tôi thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Thâm mô bà đi bồ vi yá tá sá sá thú nô lô ca nó mình thá sá vi nà khá rô cô sáp bà nhu bút thóc bà tí phụ tí sành nhá tô quanh đà má hành tầng ngá rá phù. Cha này giác cần, pháp bảo quy như ánh vàng, như la xoay sáng, vạt màng vô minh, phá tan, lầm lạc dũng sinh, đầy dân Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin lên lễ pháp quang, đáng cho công chúng, nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thô su gá tá sa sa quá cô sê kha su ca mô quá ra thầm má sê kha cô niên đà bá sân sa đi á nà đá rô quá rô quanh đà má hành tầng đá ra phù. Cha này giác cần, tăng bảo tinh văn Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa theo pháp, phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tận hát tây gia tê chê ná sĩ khà mê ê tú quá tha nàng tác xà vi a nú phà quê ná sá hát xà dê sĩ chà tú. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Gia. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn số 19. Bác hùm bí chê sa hi tăng pha sa ma nô. Bác hùng bị chê sa hi tăng pha sa ma nô. Bác hùng bị chê sa hi tăng pha sa ma nô. Alo, quý vị nghe rõ ha? Khi nào nghe không rõ, âm thanh có gì trở ngại thì quý vị cho biết nha. Chứ đối với một cái room mà chúng ta chỉ bằng giọng nói, mà giọng nói mà nghe không rõ là thôi xui xẻo. Rồi câu số 1 xong ha. Bây giờ qua câu số 2. Nắc tắc ca rồ hồ tí na rồ pha mắt tồ na tắc ca rồ hồ tí na rồ pa mắt tô na tắc ca rồ hồ tí na rồ pa mắt tô. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Bác hùng bi chê sa hi tăng pha sa ma nô na tắc ca rồ hồ tí na rồ pa mắt tô. Ba hùng bi chê sa tăng pha sa ma nô na tắc ca rô hồ tí na rô pa mắt tô. Ba hùng bi chê sa hi tăng pha sa ma nô na tắc ca rô hồ tí na rô pa mắt tô. Quý vị thấy cuối câu số 2 mà trường âm là thấy sung sướng ha. Rồi. Bây giờ chúng ta qua câu số 3 và câu số 4.
Và câu cuối cùng. Nam pha ga wa sa man nya sa ho ti. Nam pha ga wa sa man nya sa ho ti. Nam pha ga wa sa man nya sa ho ti. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại câu số 3 và câu số 4. Vô bồ quá gà vô gà na sẵn pa rê sẵn na pha gà hoa sa mạnh nha sa hồ tí. Vô bồ quá gà vô gà na sẵn pa rê sẵn na pha gà hoa sa mạnh nha sa hồ tí. Vô bồ quá gà vô gà na sẵn pa rê sẵn na pha gà hoa sa mạnh nha sa hồ tí. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Bà hùng bị chê sa hi tăng pha sa ma no na tắc ca rô hô ti na rô pa mát tô vô bồ quá gà vô gà na sẵn pa rê sẵn na pha gà hoa sa man nha sa hô ti. Ba hùng bi chê sa hi tăng pha sa ma no na tắc ca rô hô ti na rô pa mát tô gô bồ quá gà vô gà na sẵn ba lê sẵn na pha gà na pha gà hoa sa mạnh nha sa hồ tí. Ba hùm bi chê sa hi tăng pha sa ma nô na tắc ca rô hồ tí na rô pa mát tô gô bồ quá gà vô gà na sẵn ba lê sẵn na pha gà hoa sa mạnh nha sa hồ tí. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai tương đối dễ thở hơn. Ba hùm bi chê sa hi tăng pha sa ma no na tắc ca rô hô ti na rô pa mát tô. Gô pô quá gà vô gà na sẵn ba rê sẵn na pha gà hoa sa man nha sa hô ti. Như vậy quý vị thấy cái đọc thứ hai tương đối dễ hơn ha. Đọc lại. Ba hùm bi chê sa hi tăng pha sa ma no na tắc ca rô hô ti na rô pa mát tô. Gô bồ quá gà vô gà na sẵn pa rê sẵn na pha gà hoa sa man nha sa hô ti. À, cái đọc thứ hai thì chúng ta dừng lại chỗ pa mát tô. Ba hùng bi chê sa hi tăng pha sa ma no na tắc ca rô hô ti na rô pa mát tô. Gô bồ quá gà vô gà na sẵn ba rê sẵn na pha gà hoa sa man nha sa hô ti. Như vậy trường âm và đoạn âm trên giọng đọc gà na dần, đúng rồi, gà na dần. Gana dần. Rồi, quý vị đừng thắc mắc, bởi vì khi mà phân tích điều vựng á, chữ đó có ý nghĩa thế nào, quý vị thắc mắc là đúng lúc. Còn bây giờ trên giọng đọc, chúng ta đọc đúng chữ hay là sai chữ, rồi khi mà phân tích điều vựng á, quý vị mới tại sao, cái đó là đúng lúc đúng thời. Còn bây giờ
Trên có vấn đề trường âm và đoạn âm à. Gana sang hả? Đọc gana sang hả? Gana dần nha. Gana dần bá rê sang. Ủa vậy hả? Sĩ Thiện Vũ sĩ Thanh Hoàng hả? Nghe là gana sang hả? Đọc sai chữ à. Đúng rồi, đọc sai thì sửa. Cái hay của đạo tràng chúng ta là sai là phải sửa ha. Nếu đọc sai sửa thì bây giờ đọc lại tiếp, đọc khi nào mới thấy sai thôi chứ. Rồi bây giờ quý vị chú ý nghe ha, rồi có gì sai quý vị sửa giùm ha. Ba hùm bi chê sa hi tăng pha sa ma nô na tắc ca rô hồ ti na rô ba mát tô gô po quá gà vô gà na dân ba rê sang na pha gà hoa sa man nha sa hồ ti. À, đó là cái đọc thứ nhất ha. Cái đọc thứ hai, ba hùm bi chê sa hi tăng pha sa ma nô na tắc ca lô hồ ti na lô pa ma tô gô po quá ga vô ga na yang ba rê sang na pha ga hoa sa man nha sa hồ ti. À, như vậy thì quý vị còn nghe là ga na yang hay là ga na sang. Alo, bây giờ sửa sai được chưa? À, cũng còn sai nữa hay sao mà thấy à, thiếu cà phê hả? À đúng rồi, thiếu cà phê rồi, không sao, để vô một hớp nè à, cho nó phê rồi khi nó đọc nó mới đúng. Như thiếu cà phê thấy mắt nó mờ à, thôi quý vị thông cảm ha. Già lụm cụm mắt là tai điếc, thời trắng niên quanh liệt còn đâu à. Trời ơi, kinh sách nó rõ vậy rồi mà. Rồi thôi bây giờ chúng ta qua cái vẻ ha, kinh xong phải kể chứ. Ê a chút cho nó đỡ buồn. Này khó kể nhưng mà dễ nghe bà con à, từ cái khó mà chúng ta vượt qua được, chứng tỏ là quý vị là những người tuyệt vời, vượt lên chính mình. Bảo hùng vi chế say tăng pha sa ma nu na ta ca ro ho ti na ro ba man to vô po wa la vô ga hi yang pa re sang na pha ga wa sa man nhan sa ho ti ba hum bi che sa hi tam pa sa ma nu na ta ka ro ho ti na ro ba man to go bo wa ga wo ga na yang pa re sang na pha ga wa sa man nhan sa ho ti ba hum bi che say tăng pha sa ma nu na ta ka ro ho ti na ro ba man to go po wa ga wo ga na yang pa re sang na pha ga wa sa man nhan sa ho ti. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người không phần sa môn hạnh. Alo. Rồi sao mà vô đây học mà nhớ rừng nhớ núi cái gì không biết cái sĩ kia này à. Vô học thì học đi còn nhớ rừng nhớ núi, khổ thiệt. Thế sĩ mấy ta đưa tay nãy giờ người ta tinh tấn như vậy, vô đây rừng núi đâu mà nhớ không biết nè. Rồi mời Sít Mê Ta, rồi Sít Kim Nhung, rồi Sít Kim nè. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sằng Khà Dạ. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Tuy Đức cùng chư Tôn Đức. Con kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 19 ạ. Ba hùm bi trề sa hi tăng pha sa ma nô na tắc ca rô hồ ti na rô ba mắt tô gô bồ qua gà vô gà na dặn ba rê sang na pha gà hoa sa mân nhất sa mân nhất sa hồ ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Bá là đoạn âm, hum trường âm, nhấn bí đoạn âm, chê trường âm thông thường. Xá, hí là hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha trường âm thông thường. Xá, đoạn âm, ma, nô, hai trường âm thông thường. Ná, đoạn âm, tắc trường âm nhấn. Cá, đoạn âm, rô, hô, hai trường âm thông thường. Tí, ná, hai đoạn âm, rô, trường âm thông thường. Bá, đoạn âm, mát, trường âm nhấn. Tô, trường âm thông thường. Ba hùm bi chê sa hi tăng pha sa ma nô na tắc ca rô hô tí na rô ba mắt tô. Dạ, con phân tích câu 3 và câu 4. Gô bô, hai trường âm thông thường. Quá, đoạn âm. Ga vô, hai trường âm thông thường. Gá ná, hai đoạn âm. Văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá, đoạn âm. Rê, trường âm thông thường. Săn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná, đoạn âm. Pha, trường âm thông thường. Gá, đoạn âm. Qua, xa, hai trường âm thông thường. Mân, nhắc là hai trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Hô, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Con đọc lại câu 3 và câu 4. Gô, bô, quá, gà, vô, gà, na, dằn, bá, rì, săn, na, phà, gà, hoa. Sa mình nhất sa hồ ti. Và con đọc lại hết bài. Ba hùm bi chê sa hi tăng pha sa ma no na tắc ca rô hồ ti na ba mắt tô. Gô bồ qua gà vô gà na dăng ba rê sang na pha gà hoa sa mình nhất sa hồ ti. Ba hùm bi chê sa hi tăng pha sa ma nô na tắc ca rô hô ti na rô ba mắt tô. Gô bồ qua gà vô gà na dăng ba rê sang na pha gà hoa sa mình nhắc sa hô ti. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ba hôm bi chê sa hi tăng pha sa ma nô na tắc ca rô hô ti na rô ba mạch tô. Gô bô qua gà vô gà na dân ba rê sang na pha gà qua sa minh nhật sa hô tì. Dạ, con đã đọc xong, kể xong, có chỗ nào sai sót xin ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con nhường mic cho cô Kim Nhung. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tư nữ và các quý vị trong đạo tràng. Trời, con đi công chuyện mới về mệt quá. Cảm ơn cô Kim Nhung nha. Tôi thấy tôi đứng hạng nhì, hạng kế để mà đọc á.
Thì sư nói Kim Nhung lên, rồi cô Mít Tảo mời Kim Nhung lên, thì tôi để cho cô Kim Nhung, mời cô Nhung để tôi đọc cũng được, chuyện nhỏ mà. Miễn cái tôi đọc xong có vỗ tay vỗ chân là vui rồi. Sư mỗi lần sư nhớ cái câu đó đó, giống như trong bài Hổ Nhớ Rừng của Thế Lữ lúc nhỏ con học đó, ở thời Oanh Liệt nay còn đâu, trời ơi, nghe mê ly gùng gợn luôn. Trời, con biết nhớ rừng nhớ gì, thì sư đọc cái bài đó, thì cái copy của cái văn, cái bài văn của bài Hổ Nhớ Rừng của ông Thế Lữ đó, nhưng mà sư sửa lại thôi. Thì con hỏi, thì như sư nhớ thời Oanh Liệt của sư, sợ Oanh Liệt của sư thời gì vậy sư? Con đâu có biết đâu, sư nói cho con nghe đi, khi nào sư rảnh kể cho tụi con nghe nghe sư. Thôi giờ con trả bài nha, để sư nói nữa không lo trả bài. Mỏ nhọn nói tào lao thiên địa, nói cà kê dê nhõng nữa. Thôi để con trả bài đi, xong đi. Mệt quá, trả bài xong còn đi làm công chuyện á. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 19. Quý vị nghe rõ không quý vị? Trời ơi, đúng rồi, cảm ơn nha. Tại cái máy nó chạy lên thấy. Cảm ơn quý vị đã cho âm thanh nghe rõ ha. 4-5 người đó. Con xin đọc ạ. Bá hùng bí chê sa hi tăng pa sa ma no na tác ca rô hồ ti na rô pa mát tô gô phô quá gà vô gà na sầm pa rê sang na pa gà hoa sa man nhát sa hồ ti. Đọc lại lần thứ hai. Bá hùng bí chê sa hi tăng pa sa ma no na tác ca rô hồ ti na rô pa mát tô go po ga ga vo ga na jam pa re sang na pa ga wa sa man nhát sa hồ ti. Phân tích câu 1, câu 2. Bá đoạn âm, hum trường âm nhắn, bí đoạn âm, chê trường âm thông thường, xá hí hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo nguyên âm, không phải trường âm có một ruồi, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha trường âm thông thường, xá đoạn âm, ma, nô, hai trường âm thông thường. Phân tích câu số 2, ná đoạn âm, tác trường âm nhắn, cá đoạn âm, rô trường âm thông thường, hồ trường âm thông thường, tí đoạn âm, ná đoạn âm, rô trường âm thông thường, bá đoạn âm, mát trường âm nhắn, tô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Bá hùng bí chê sa hi tăng pa sa ma no na tác ca rô hồ ti na rô pa mắc tô gô bồ quá gà vô gà na dầm pa rê sang na pa gà hòa sa man nhát sa hồ ti. Phân tích câu số 3, gô bồ hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, ga wo hai trường âm thông thường, gá ná hai đoạn âm, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, rê trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, câu cúng cùi, ná đoạn âm, pha trường âm thông thường, gá đoạn âm, qua trường âm thông thường, xa trường âm thông thường, manh nhát hai trường âm nhắn, xá đoạn âm, hồ trường âm thông thường, tí đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Gô po quá gà vô gà ná dầm pa rê sằng ná pa gà hòa xà mằn nhát xá hồ tí. Bá hùng bí chê sa hi tăng pa sa ma no ná tác ca rô hồ tí ná rô pa mắc tô gô phô quá gà vô gà ná dầm bá rê sằng ná phà gà hòa xà mạnh nhát xá hồ tí. Bá hùng bí xê xá hi tăng phà xá mà nô ná tác khá rô hồ tí ná rô phá mắc tô gô phô quá gà vô gà ná dầm bá rê sằng ná phà gà hòa xà mạnh nhát xá hồ tí. Bà hùng bí xê sa hi tăng pa sa ma no na ta ka ro ho ti na ro pa mak to go po wa ga wo ga na yam pa re sang na pa ga wa sa man nyak sa ho ti.
Bà hôm bì xê sa hi tăng pa sa ma no na ta ka ro ho ti na ro pa mak to go po wa ga vo ga na yam pa re sang na pa ga wa sa ma na sa ho ti. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì, phóng dật như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kỳ này là con thấy ba cái bông hoa, cái sư từ nó, tức là lần trước với lần này, sư vẫn khỏe mạnh, không có chuyện gì rắc rối. Tức là sức khỏe sư vẫn còn như thời huynh liệt, nhưng kém hơn chút đỉnh hay sư ha. Như vậy con không có vấn đề gì hết trơn ha. Quý vị thấy tôi có đọc sai gì không, quý vị chỉnh sửa nha. Từ khái nhất không để kim dùng, vỗ tay vỗ chân tùm lum tùm la nha, với cô Mít Tà đó nha. Cảm ơn nha, xa thú xa thú. Dạ mời Hồng Thị Kim Dung kế tiếp nha. Good luck, bye. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Ba hùm bi chề sa hi tằng phà sa mà nổ na tắc ca rồ hồ ti na rồ ba ma tổ gồ bồ hoa gà vồ ga na dằng ba rề sẵn na phà ga hòa xà mảnh nha sa hồ ti. Ba hùm bi chề sa hi tằng phà sa mà nổ na tắc ca rồ hồ ti na rồ ba ma tổ gồ bồ hoa gà vồ ga na dằng ba rề sẵn na phà ga hòa xà mảnh nha sa hồ tít. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích ạ. Bá là đoạn âm, hâm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, xá hí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ma nô là hai trường âm thông thường. Câu số 2, ná là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, rô hô là hai trường âm thông thường, tí ná là hai đoạn âm, rô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Bá hùm bi chề sa hi tằng phà sa mà nổ na tắc ca rồ hồ ti na rồ ba mát tổ. Câu số 3 và câu số 4 ạ. Go bo là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ga vô là hai trường âm thông thường, gá ná là hai đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, pha qua sa là hai trường âm thông thường, manh nhát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Gồ bồ hoa gà vồ ga na dằng ba rề sẵn na phà ga hòa xà mảnh nha sa hồ tí. Ba hùm bi chề sa hi tằng phà sa mà nổ na tắc ca rồ hồ ti na rồ ba mát tổ gồ bồ hoa gà vồ ga na dằng ba rề sẵn na phà ga hòa xà mảnh nha sa hồ tí. Bà hôm bi chê sa hi tăng pa sa ma no na tắc ca rô hồ tí na rô ba ma tô gồ bồ hoa ga bồ ga na dân ba rê sân na pha ga qua sa mảnh nha sa hô tí. Bà hôm bi chê sa hi tăng pa sa ma no na tắc ca rô hồ tí na rô ba ma tô gồ bồ hoa ga vô ga na dân ba rê sân na pha ga qua sa mảnh nha sa hô tí.
ti. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong. Con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, thân mời Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 19. Ba hùm bi chê sa hi tăng pha sa ma no na thắc ca rô hô ti na rô pha mát tô. Vô bồ hoa gà vô gà na dăng pha rê sang na pha gà hoa sa manh nhát sa hô ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Bá đoạn âm, hôm trường âm nhấn, phí đoạn âm, chê trường âm thông thường, xá hí hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha trường âm thông thường, xá đoạn âm, ma nô hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, thắc trường âm nhấn, cá đoạn âm, rô hô hai trường âm thông thường, tí ná đoạn âm, rô trường âm thông thường, phá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Ba hùm pi chê sa hi tăng pha sa ma no na thắc ca rô hô tí na rô pha mát tô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Vô pô hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, ga pô hai trường âm thông thường, gá ná hai đoạn âm, giang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá đoạn âm, rê trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, pha trường âm thông thường, gá đoạn âm, qua xa hai trường âm thông thường, manh nhát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm. Vô phô hoa gà vô gà na dăng pha rê sang na pha gà hoa xa manh nhát xa hô tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 19. Ba hùm pi chê sa hi tăng pha sa ma no na thắc ca rô hô ti na rô pha mát tô. Vô phô hoa gà vô gà na dăng pha rê sang na pha gà hoa sa manh nhát sa hô ti. Ba hùm bi chê sa hi tăng pha sa ma no na thắc ca rô hô ti na rô pha mát tô. Vô phô hoa gà vô gà na dăng pha rê sang na pha gà hoa sa manh nhát sa hô ti. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu, con xin đọc câu kinh pháp cú số 19 ạ. Ba hùm pi chê sa hi tăng pha sa ma no na tắc ca rô hù ti na rô pa mát tô. Hù bồ hoa gà vô gà na dăng pa vệ sang na pha gà hoa sa manh nhát sa hù ti. Ba hùm pi chê sa hi tăng pha sa ma no na tắc ca rô hù ti na rô pa mát tô.
vô phù quá gà vô nát ga na yang pa re sang na pha ga wa sa man nhat sa hu ti pa hu pi che sa hi tang pha sa ma lo na tak ka ro hu ti na ro pa mat to vô po wa ga vô ga na yang pa re sang na pha ga wa sa man nhat sa hu ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Ba hùm pi chê sa hi tăng pha sa ma lô na tắc ca rô hô ti na rô pa mắt tô. Ba là đoạn âm, hùm là trường âm nhấn, pi là đoạn âm, chê là trường âm thông thường. Sa hi là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pha là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, ma lô là hai trường âm thông thường. Ná là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, rô, hô là hai trường âm thông thường, tí ná là hai đoạn âm, rô là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường ạ. Ba hùm pi chê sa hi tăng phà sa mà nô na tắc ca rô hô ti na rô pa mắt tô. Vô bồ quá gà vô ra na dặn ba rê sang na phà gà hòa xà mạnh nhát xa hồ tí. Con phân tích câu 3, câu 4. Vô bồ là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, gà vô là hai trường âm thông thường, gá ná là hai đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo dọc nguyên âm, pá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo dọc nguyên âm. Ná là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, qua sa là hai trường âm thông thường, manh là manh nhát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, hô tí là hai trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại cả bài. Ba hùm pi chê sa hi tăng pha sa ma nô na tắc ca rô ti na rô pa mắt tô. Vô bồ quá gà vô na gà na dặn ba rê sang na phà gà hòa xà mạnh nhất xa hồ tí. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng dật như kẻ chăn bỏ người không phần sa môn hạnh. Con xin kể. Ba hôn ti chê sa hi tăng pha sa ma nô pakaro ho tinaro pamatto go po wagavo gana yang paresang na pagawa samanyasa hoti. Dạ, con đã đọc xong. Con có sai, con xin ngài và quý đạo hiếu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính đế sư vệ đức. Dạ, con kính bên lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính bên lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Pháp Trang, kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 19. Ba hùng vi chề sa hi tăng phà sa ma nô na tắc ca rô hô ti na rô pa ma to go po wa ga vo ga na yang pa re sang na pha ga wa sa man nhat sa ho ti. Ba hùng ti chê sa hi tăng pha sa ma no na tắc ca rô hô ti na rô pa ma to go po wa ga vo ga na yang pa re sang na pha ga wa sa man nhat sa ho ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Bá là đoạn âm, hum là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, xá hí hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha là trường âm thông thường, xô là đoạn âm, xá là đoạn âm, ma, nô là hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, tắc trường âm nhấn, cá đoạn âm, rô, hô, hai trường âm thông thường, tí, ná, hai đoạn âm, rô, trường âm thông thường, pá, đoạn âm, mát,
truyền âm nhấn, tô truyền âm thông thường. Ba hùng tí chề say tăng phà sa mà nô na tắc ca rồ hồ tí na rồ pa mát tô. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Vô vô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, gia vô là hai trường âm thông thường, giá má là hai đoạn âm, văn là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, rê trường âm thông thường, săn trường âm đặt theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, pha trường âm thông thường, giá đoạn âm, qua xa hai trường âm thông thường, manh nhát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, khô trường âm thông thường, tí đoạn âm, go po wa ga vo ga na yang pa re sang na pha ga wa sa manh nhát sa hồ tí. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 19. Ba hùng tí chê say tăng pha sa ma no na tắc ca rô hồ tí na rô pa mắt tô gô bô quá gà vô gà na dặn ba rê sẵn na phà gà hoa xà mạnh nhát xa hồ tí. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần xa môn hạnh. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc trệ ạ. Baum ti che sai tang pha samano na tak karo hoti naro pamato ropo waga voga na yang kare sang na faga wa samanya sahoti. Hôm tì chê sa hi tăng pha sa ma nô na tắc ca rô hô ti na rô pa mát tô cú po wa ga vô ga na yang ca rê sang na pha ga wa sa ma nhi ya sa hô ti. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong câu pháp cú số 19. Dạ, có gì sai nhờ sư trí đức và đạo tràng chỉ sửa giùm con. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xin mời Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sang Khà Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 19 ngày hôm nay ạ. Pa hum bi che sa hi tang pha sa ma no na tắc ca rô hồ ti na rô pa mát tô go bô wa ga wo ga na yang ba re sang na pha ga wa sa man nhát sa hồ ti. Pa hum bi che sa hi tang pha sa ma no na tắc ca rô hồ ti na rô pa mát tô go bô wa ga wo ga na yang ba re sang na pha ga hòa sa man nhát sa hồ tí. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Bá là đoạn âm, hâm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, xá, hí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ma, nô là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, rô, hô là hai trường âm thông thường, tí, ná là hai đoạn âm, rô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Ba hùm bí chê sa hí tăng phà sa mà nô na tắc ca rô hồ tí na rô ba mắt tô. Và câu số 3 và câu số 4. Go bo wa ga wo ga na yang ba re sang na pha ga wa sa man nhát sa hồ tí. Go bo là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ga wo là hai trường âm thông thường, cá ná là hai đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná
là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, ga là đoạn âm, wa, sa là hai trường âm thông thường, man, nhát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Go bo wa ga wo ga na dằng ba rề sằng na phà ga hòa xa mạnh nhát xa hồ tí. Dạ, con xin đọc lại ạ. Ba hùng bí chê sa hi tăng phà sa mà nô na tắc ca rô hồ tí na rô ba mắt tô go bo wa ga wo ga na dằng ba rề sằng na phà ga hòa xa mạnh nhát xa hồ tí. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì, phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Bà hôm bi chế sa hi tăng pha sa ma no na ta ka ro ho ho ti na ro ba ma to go bo ga wo ga na yang ba re sang na pha ga wa sa man nya sa ho ti ba hum bi che sa hi tang pha sa ma no na ta ka ro ho ti na ro pa ma to go po wa ga wo ga na yang ba re sang na pha ga wa sa man nya sa ho ti. Dạ, con đã đọc bài xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin mời huynh An Trần ạ. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và xin chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kệ ngôn số 19. Ba hùm phi chề sa hi tăng bà sa ma nô na tắc ca rô hồ tí na rô pa ma tô gô hồ gá gà vô gá na dăng pa rê sang na bà gá và sầm mạnh nhát sa hồ tí ba hùm phi chề sa hi tăng bà sa ma nô na tắc ca tô hồ tí na rô pa ma tô gô hồ gác và vô gác na dằng pa rề sằng na bà gác và sa mạnh nhát sa hồ tí. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Ba hùm phi chề sa hi tăng bà sa ma nô na tắc ca tô hồ tí na rô pa ma tô. Bá là đoạn âm, hùm trường âm nhấn, pí đoạn âm, chê trường âm thông thường, sa hí hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm nhấn, xá đoạn âm, ma trường âm thông thường, ma nô hai trường âm thông thường, nát đoạn âm, thác trường âm nhấn, cá đoạn âm, rô trường âm thông thường, hô trường âm thông thường, tí ná hai đoạn âm, rô trường âm thông thường, phá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Con xin đọc lại và phân tích câu 3, câu 4. Ba hùm phi chệ sa hi tăng bà sa ma nô na tắc ca tô hồ tí na rô pa mát tô gô hồ vá gà vô gá na dăng pa rê sang na bà gá và sàm man nhát sa hồ tí gô hồ gá và vô gá na dăng pa rê sang na bà gá và sàm man nhát sa hồ tí. Gô hô là hai trường âm thông thường, vá đoạn âm, ga vô hai trường âm thông thường, ga ga na hai đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá đoạn âm, rê trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
na đoạn âm, ba trường âm thông thường, ga đoạn âm, va trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, man nhát hai trường âm nhấn, sa đoạn âm, hô trường âm thông thường, ti đoạn âm. Con xin đọc lại. Ba hùm phi chê sa hi tăng ba sa ma no na thác ca tô hô ti na rô pha mát tô gô phô gác và vô gác nát dặn phá rê sang nát ba gác và sa manh nhát sa hô ti. Ba hùm phi chê sa hi tăng ba sa ma no na thác ca rô hô ti na rô pha mát tô gô phô gác gà vô gác nát dặn phá rê sang nát ba gác và xa manh nhất xa hồ tí. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng dật như kẻ chăn bò người không phần xa môn hạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con kính tri ân sư Trí Đức và kính cảm ơn đạo tràng. Con xin mời đạo hữu tiếp theo, cô Tina. Con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ cô quý sư, quý cô tư nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 19. Ba hùng pi chê sa hi tăng pha sa ma no na tắc ca rô hô ti na rô pa ma tô go pu wa ga wo ga na yang pa re sang na pha ga wa sa man nya sa hô ti. Con xin phân tích câu 1 và 2. Ba hùm phi chê sa hi tăng phà sa mát nô nát tắc ca rô hô tí nát rô phá mát tô. Ba đoạn âm hùm trường âm nhấn phí đoạn âm chê trường thông thường xá hí hai đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm và trường âm thông thường xá đoạn âm ma nô hai trường âm thông thường, ná đoạn âm tắt trường âm nhấn, cá đoạn âm hô hay trường âm thông thường, tí đoạn âm ná đoạn âm rô trường âm thông thường, tá đoạn âm mát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Ba hùm phi chê sa hi tăng và sa ma nô ná tắt các rô hô tí nát rô pha mát tô. Câu 3-4. Vô phô quá gà vô gà nát dân phá rê sân nát phà gà hòa sát mạnh nhất sát hô tí. Gô phô hai trường âm thông thường quá tổng âm gà trường âm thông thường vô trường âm thông thường gá đoạn âm ná đoạn âm dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm phá đoạn âm rê trường âm thông thường sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm ná đoạn âm pha trường âm thông thường gá đoạn âm qua trường âm thông thường xa trường âm thông thường manh nhát hai trường âm nhấn xá đoạn âm hô trường âm thông thường tí đoạn âm vô phù quá gà vô gá nát dần pha rê sân ná pha gá và sát mạnh nhất xã hậu tiết. Bác hùng biết chê sát hi tăng và sát mà nô nát tắc khá rô hồ tiết nát rô bác mát tô gô phô quá gạo vô gá nát dân phá rê sân nà và gác hòa sát mạnh nhất xã hậu tiết. Nếu người nổi nhiều kinh không hành trì phóng dật như kẻ chăn bò người không phần xa muôn hạnh của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ba hùm phi chê sa hi tăng pha sa ma no ta na tắc ca rô hô thi na rô phát ma tu cô phô wa ga wo ga na yang pha ri sang na pha ga wa sa man nhân sa hô thi. Pa hum pi che sa hi thang sa pa sa ma no na thang ka ro ho ti na ro pa ma tu ko po wa ga wo ga na yang pa re san
con kính tri ân quý sư, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời sư Trần Phú. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng và cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Vina, cảm ơn Hồng Mai, Sức Hoàng Thành, chị Mắt Ta, Sức Trần Phụng, Minh Giang Nhật Hà, Sức Kim Nhung, hãy cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Trần Phụng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh rõ, xin chuẩn bị nha. Nhật Quỳnh đã cầm mic rồi, để Nhật Quỳnh đảnh lễ xong. Nhật Quỳnh mời Trần Phụng nha. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tự Đức cùng Chư Trung Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, bây giờ... Dạ, cảm ơn Tina. Dạ, bây giờ thì Trần Phụng được thử đưa bàn tay lên một lần nữa, thử coi nghe được không nghe. Dạ, chứ lúc nãy Trần Phụng cầm mic thì đau tràng không nghe được. Dạ, mời Trần Phụng. Dạ nghe được chưa ạ? Dạ alo. Dạ rõ rồi. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho nghe con biết và âm thanh rõ. Dạ con xin được đọc câu pháp cú số 19. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Bá hầm bi chê sa hi tăng pha sa ma no na tát ca rô hô tí na rô bá ma tơ vô bồ vá gà vô gá na dành bá rê sang na pha gá vá sa man nhất xa hồ tí ba hầm bí chê xa hi tăng pha xa ma nô na tách ca rô hồ tí na rô ba mát tô vô bồ vá gà vô gá na dần ba bê sàn na pha gá và xa màn nhất xa hồ tí. Dạ con xin hát con xin phân tích. Dạ. Bá là đoạn âm, hôm là trường âm tập.
Hôm là trần âm đặc dịch theo giọng nguyên âm. Bí là đoạn âm. Trường âm thông thường. Xá hí là hai đoạn âm. Tăng là trường âm đặc theo giọng nguyên âm. Pha là trường âm thông thường. Xá là đoạn âm. Ma nô là hai trường âm thông thường. Ná là đoạn âm. Tát là trường âm nhấn. Cá là đoạn âm. Rô hô là hai trường âm thông thường. Tí ná là hai đoạn âm. Rô là trường âm thông thường. Bá đoạn âm. Mát trường âm nhấn. Tô trường âm thông thường. Vô pơ là hai trường âm thông thường. Vá đoạn âm. Ga vô là hai trường âm thông thường. Giá ná là hai đoạn âm. Dân là trường âm đập theo giọng nguyên âm. Bá là đoạn âm. Rê trường âm thông thường. Xăng là trường âm đập theo giọng nguyên âm. Ná là đoạn âm. Pha ga là pha là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm. Va sa là hai trường âm thông thường. Manh là trường âm nhấn. Nhất là trường âm nhấn. Xá đoạn âm. Hô trường âm thông thường. Tí là đoạn âm. Bá hâm bí chê sa hí tăng pha sa ma nô na tát ca rô hồ tí na rô ba mát tô vô bồ phá gà vô gà na dân ba rê sân na pha gà ra sa man nhất sa hồ tí. Con xin kể ba hâm bi chê sa hi tăng pha sa ma nô na ta ca rô hô tí na rô ba mát tô vô bồ phá gà vô gà na dân ba rê sang na pha gà pha sa man nhà sa hồ tì ba hâm bi chê sa hi tăng pha sa ma nô na ta ca rô hô tì na rô ba mát tô vô bồ phá gà vô gà na dân ba rê sang na pha gà pha sa man nhà sa hồ tì. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì pháp Phật như kẻ chăn bò người không phần xa môn hạnh. Dạ, đây là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và kể xong, con có sai, con xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ, con cảm ơn đạo tràng, con xin nhân biết lời. Dạ, con xin kính định đệ ba ngôi tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính định đệ chư tôn đức tăng trong đầu tràng. Con kính định đệ sư Trí Đức, con kính định đệ sư Pháp Trang, con kính định đệ sư Tuệ Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào cô lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng thật nhiều đã cho những từ bi và âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 19 hôm nay. Ba hùng bi chê sa hi tăng pha sa ma no na tắc ca rô hô ti ma no ba mát tô gô bồ wa ga wo ga na dặn ba rê sang na pha ga ga wa sa man nhá sa hồ tí ba hùm bi chê sa hi tăng pha sa ma no na tắc ca rô hồ tí na rô ba mát tô gô bồ wa ga wo ba ga na dặn ba rê sang na pha ga wa sa man nhá sa hồ tí. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ba hùm bi chê sa hi tăng pha sa ma no na tắc ca rô hô ti na rô ba mát tô. Dạ, câu số 1. Ba là đoạn âm,
Hôm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, xá hí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phà là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nô là trường âm thông thường. Và câu số 2, ná là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, rô, hô là hai trường âm thông thường, tí, ná là hai đoạn âm, rô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Gô bồ quá gà vô gà na dằn bà rê sàng na phà gà hòa xà mạnh nhá xà hồ tí. Câu số 3. Gô bồ là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, gà vô là hai trường âm thông thường, gá ná là hai đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, ná là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, xa là trường âm thông thường, man nhát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Cha con xin đọc lại bốn câu. Ba hùm bi chê sa hi tăng pa sa ma no na tắc ta rô thô ti na rô pa mắt tô. Gô bồ quá gà vô gà na dằn ba rê sang na phà gà hòa sa mạnh nhát sa hồ tí. Dạ, con xin kệ câu pháp cú số 19. Bà hùng bi chê sa hi tăng pa sa ma no na ca ro ô ti na ro ba mắt tô gô bồ wa gô gô bồ wa ga gô ga na yang ba re sang na pha ga wa sa man nhân sa hô ti. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng vật, như kẻ chăn bò người không phần sa môn hạnh, đó là bạn chữ ngữ chữ việt của hòa thượng Thích Minh Châu. Và con đã kệ và phân tích xong, con có sai, mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con. Và cảm ơn Sức Nhật Quỳnh thật nhiều đã post bài lên, và con cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ niềm từ xin mời bàn tay của chiếc lá mùa xuân ạ. Nam mô Bích Thà dạ. Dạ con xin đảnh lễ ngài chủ đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 19. Ba hôm bi chề sa hi tằng và sa ma nô. Con xin đọc lại. Ba hôm bi chề sa hi tằng và sa ma nô na tắc Karo ho tinaro ba mắt to go bo wa ga wo ga ga vo ga ganna 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 yang ba re sang na fa ga wa sa man nya sa ho ti. Ba hum bi chê sa hi tăng pha sa ma no na ta ka ro ho ti na ro pa ma to go po wa ga wo ga na yang ga ga na yang ba re sang na pha ga wa sa man nya sa ho ti. Bá là đoạn âm, hum là trường âm nhấn, bí đoạn âm, chê trường âm thông thường, xá hí hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha trường âm thông thường, xá đoạn âm, ma
trường mano, hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, tắc trường âm nhấn, cá đoạn âm, rô trường âm thông thường, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm, ná đoạn âm, rô trường âm thông thường, bá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tô, gô, bô, ba trường âm thông thường, quá đoạn âm, ga trường âm thông thường, vô trường âm thông thường, giá đoạn âm, ná đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng hương âm, bá đoạn âm, rê trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, pha trường âm thông thường, gá đoạn âm, qua, xa hai trường âm thông thường, manh nhát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, hồ trường âm thông thường, tí đoạn âm. Con xin đọc lại. Ba hum bi chê sa hi tăng pha sa ma no na tắc ca rô hô ti na rô pa mát tô gô bô quá gà vô gà na dần ba rê dần na pha gà hoa sa man nhá sa hô tí ba hum bi chê sa hi tăng pha sa ma no na tắc ca rô hô ti na rô pa mát tô gô bô quá gà gô gà na dần pha rê sân na pha gà hoa sa mạnh nhá sa hồ tí ba hùm bí chê sa hi tăng pha sa ma nô na tắc ca rô hồ ti na rô ba mát tô gô bô quá gà gô ga na dần ba rê sân na pha ga hoa sa man nhá sa hồ tí ba hum bi chế sa hi tăng pha sa ma no na ta ca ro ho ti na ro ba mat to go bo wa ga ga wo ga na dần ba rê sân na pha ga hoa sa man nhá sa hồ tì. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng dật như kẻ chăn bò người không phần sa môn hạnh, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn chiếc lá mộ sưng. Và một lần nữa, con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Như Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Thiện Ngũ cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ, dạ cảm ơn chị Metta. Dạ, con không biết Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức có chút máy không ạ? À, có câu tôi nói tên gì? Dạ, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức có trước máy thì cho con một tín hiệu. Dạ, kính cảm ơn, kính tri ân Đại Đức. Dạ, bây giờ cô Tự Duyên đã đưa tay, dạ mời cô Tự Duyên và Đại Đức có trước máy kính thỉnh bàn tay của sư bạch sư, mong sư góp phần vào đạo tràng để có tiếng của chư tăng cho đạo tràng ấm áp, để có một mình ngài trí đức rất là tội nghiệp. Dạ, mời cô tu nữ Tự Duyên nha. Dạ, sa thú các quần. Nam mô Bức Thái Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ ngài Chư Đức, Đại Đức Can, Đại Đức Tự Đức, kính lễ quý tu nữ và thanh trọng thì nam thánh nữ. Và Tự Duyên xin đọc và phân tích câu cú số 19. Bá đoạn âm, hum trường âm nhấn, bí đoạn âm, chê trường âm thông thường, xá hí hai tăng trường âm giọng nguyên âm, pha trường âm thông thường, xá ma nô hai trường âm thông đoạn hai, ná âm trường âm nhấn, cá đoạn âm, rô hô hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, ná đoạn âm,
Rô, trường âm thông thường. Mát, trường âm nhấn. Tô, trường âm thông thường. Đó, bô, bô. Hai, xin nhớ. Bô, rô, bô. Hai, trường âm thông thường. Đoạn âm. Ga, trường âm thông thường. Vô, trường âm thông thường. Gá, lá, hai đoạn âm. Văn, trường âm giọng nguyên âm. Bá, đoạn âm. Rê, trường âm thông thường. Xăng, trường âm giọng nguyên âm. Đoạn bốn, gá, đoạn qua, hai trường âm thông thường. Manh, trường âm nhấn. Nhát, trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Vô, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Bác hùng bích chê sá hít tăng phà sá mà nô tắc cắt rồ hồ tí nạc rồ bá mát tô vô bô quát gà vô gắt nay tăng sang nắp phà gắt hoa sa mạnh nhát sa hồ tí. Bây giờ tôi xin kể. Ba hôm bi chế sai tăng pha sa ma nô na ta ca rô ti na rô ba ma tô bô wa ga wa ga na yang ba răng qua sa mày nhà sao thì nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng dật như kẻ chăn không phần hạnh. Dạ, khổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã đọc phân tích và kể. Dạ, nếu có sai xin ngài và đọc tràng chỉnh sửa. Dạ, bây giờ tự nhiên thấy tín hiệu của Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, kính thỉnh sư ạ. Dạ, sa thú, sa thú. Nam mô Bích Thà giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sàng Hà giá. Con xin kính đánh lễ ba ngôi tam bảo, con xin kính đánh lễ Thượng Tọa Trí Đức, con xin kính đánh lễ Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào bà quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc Kinh Pháp Cú câu số 19. Bất hùng biết chê sa hi tăng phà sa ma nô na tắc ca rô hồ tín na rô ba mát tô gô bồ qua gà vô gà na dăng ba rê săng na phà gà hoa sa mang nhá sa hồ tí. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng dật như kẻ chăn bò người không phần sa môn hạnh. Bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xuất thông kinh luật mặc dầu nếu không hành đạo trâu đếm bò dễ vui tự mãn nằm co qua miền siêu thoát gọi đò ai đưa. Là bản dịch của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con xin kệ. Bà hôn bi chê sa hi tăng pha sa ma nô na ta ca rô hô ti na rô ma ma tô vô bô wa ga vô ga na dăng ba rê sang na pha ga wa sa mạnh nha sa hô ti. Anh muốn xin lạc hơi xa rồi, xin xin lỗi ạ. Chị xin kể lại một lần nữa.
Thì cái dở quá nên nét đá thì ra luôn rồi. Dạ cảm ơn thiện ngũ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Hồi nãy con thấy hình như có Đại Đức Pháp Trang đưa tay phải không bạch sư? Dạ Đại Đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con không ạ? Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ con cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Thì Đại Đức Pháp Trang nghe kệ để cho Đại Đức Tài Đức học theo luôn ạ. Con chào mọi người. Dạ Đại Đức có cầm mít trở lại không? Dạ con kính nhân mít đến sư. Dạ xin lỗi ạ, sư bị rớt mít. Xin kể lại ạ. Bahun biche sahitang pha samano natakaro ho tinaro bamato gobo wagavo kanayang baresang nafagawasa manyasa ho ti. Bahun biche sahitang pha samano natakaro ho tinaro bamato gobo wagavo ganajang baresang nafagawasa manyasahote bahun biche sahitang fasamano natakaro ho tinaro bamato gobo gawavo ganajang baresang nafagawasa manyasahuti. Dạ, xin xuống mít ạ. Xin mời người tiếp theo ạ. Dạ, sa thủ chúng con kính tri ân sư. Dạ, con cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang ạ. Con thấy sư đưa tay rồi lại chạy mất tiêu rồi. Dạ, Đại Đức Pháp Trang có nghe được âm thanh không? Con không bạch sư. Sư cho nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con dâng mít đến sư ạ. À. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Chào sư Từ Đức và tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng. Yeah. Chắc sư không có thể. Dạ, âm thanh nhỏ ha sư. Dạ, không biết máy sư có lúc lớn lúc nhỏ không biết nào. Sao á, để sư ngồi phải sát vô quá. Dạ, chắc sư đọc nha. Sư kể thì cũng tùy theo phải biết cái kể quần mình ra cũng thì khó. Mình ra cái đó là cũng để từ từ sư Đức sẽ học thêm. Dạ, bây giờ sư cũng tin là câu pháp cú sâu 19. Pa hum pi che sa hi tang pa sa ma no na cha ro ho te na ro pa ma to go po va ga vo ga na jang pa re sang na pa ga va sa ma nya sa ho ti. Pa hum pi che sa hi tang pa sa ma no na cha ro ho te na ro pa ma to go po va ga vo ga na jang pa re sang na pa ga va sa ma nya sa ho ti. Pa hum pi che sa hi tang pa sa ma no na cha ro ho te na ro pa ma to. Ba hum pi che sa hi tang pa sa ma no na pa cha ro ho te na ro pa ma to go po va ga vo ga na jang pa re sang na pa ga va sa ma nya sa ho ti. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng dật như kẻ trong bọn người không phần sa môn hạnh. Đây là bản dịch của ngài hòa thượng Như
Hình như là thấy có một ảnh mà của ngài. Dạ. Bây giờ trình bày về kế tiếp ha. Dạ bây giờ. Dạ bây giờ tôi đọc xong. Dạ sa thú lành thai chúng con. Thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang. Dạ. Nhưng mà sư ơi, có vị nói với con là sư nó nhỏ quá, vị này không nghe được luôn. Con thì nghe được nhỏ thôi nhưng mà con nghe được, còn có vị nghe không được. Sư coi chỉnh lại mãi bạch sư. Dạ cảm ơn Thiền Vũ cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Và đạo tràng có nghe như Nhục Quỳnh không? Để thỉnh đại đức Pháp Trang chỉnh lại mãi à, để cho đạo tràng nghe được rõ hơn à. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ dạ cô Phúc Mạnh có chút máy không ạ? Dạ dạ nghe tiếng đại đức Pháp Trang nhỏ nhỏ hay lớn mà bạch sư Tây Đức, để cho đại đức Pháp Trang biết được để chỉnh máy em đại đức Tây Đức. Dạ cô Phúc Mạnh có chút máy không? Cô Phúc Mạnh có chút máy không cho Nhật Quỳnh biết được một tín hiệu. Dạ cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà. Để giống như thầy Kinh vậy, nói Nhật Quỳnh là nhiều chuyện lắm cầm rầm hoài vậy. Nhưng mà Nhật Quỳnh chung và dạ, sư chỉnh lại bạch sư. Mà hôm nay con nghe sư đọc kinh con nghe được. Con nhớ mỗi khi mà sư mới lên cầm bích, sư đọc như bắp rang vậy đó, rất là hoan hỷ. Nhưng mà thật sự đạo tràng nghe không có kịp. Dạ. Dạ cô Phúc Hạnh có trước máy không cô? Cô Phúc Hạnh có trước máy. Hà ơi, Hà có cầm mic được không? Nếu Hà cầm mic được thì mời bàn tay Hà trả bài nha. Dạ mời cô Phúc Hạnh và mời đạo tràng. Còn vị nào chưa trả bài thì kính mời bàn tay à. Mời Hà nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mà, Nam Mô Sàng Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, con kính đảnh lễ Tri Công Đức Tăng. Và con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ con biết mà con chat lên là thế nào cô Nhật Quỳnh cũng kêu con. Bây giờ con xin trả bài câu pháp cú 19. Ba hum bi chê sa hi tăng và sa ma no na tắc ca rô hồ ti na rô ba mắt tô gô po wa ga vô Gana yang ba re sang na pha ga sa na pha ga wa sam man ngat sa ho ti. Con đọc lại. Ba hum bi che sa hi tang pha sa ma no na tak ka ro ho ti na ro ba mat to wo po wa ga wo Gana yang ba re sang na pha ga san sa xà mình nhát xa hồ tí. Bá hùng, bá là đoạn âm hùng trường âm, nhấn bí đoạn âm chê trường âm thông thường, xá hí hai đoạn âm tăng trường âm đọc theo dạng nguyên âm, pha trường âm thông thường, xá đoạn âm ma no hai trường âm thông thường, ná đoạn âm tắc trường âm nhấn, cá đoạn âm rô hô hai trường âm thông thường, tí ná hai đoạn âm rô trường âm thông thường, bá mắt bá đoạn âm mắt trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Ba hùm đi chề sa hi tằng phà sa ma no na tắc ca rô hô ti na rô ba mắt tô go trường âm go po hai âm thông thường, quá đoạn âm ga trường âm thông thường, ga vô hai trường âm thông thường, gá ná hai đoạn âm văng trường âm đập theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm rê trường âm thông thường, sang trường âm đập theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm pha trường âm thông thường, gá đoạn âm qua xa hai trường âm thông thường, mình trường âm nhấn nhá
trường âm nhấn xá đoạn âm hô trường âm thông thường tí đoạn âm vô po qua gà vô gana yang ba re san nát ba ga qua xà man nhát sát hồ tí. Dạ, con đọc lại. Ba hùm bi chê sa hi tăng và sa ma no na tắc ca rô hồ ti na rô ba mắt tô vô po qua gà vô ca na dăng ba rê sang na phà ga hoa sa mạnh nhát sa hồ tí. Ba hùm bi chê sa hi tăng và sa ma no na tắc ca rô hồ ti na rô ba mắt tô vô po qua gà vô ga na dăng ba rê sang na phà ga hoa sa mạnh nhát sa hồ tí. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng dật như kẻ chăn bò người không phần sa môn hạnh. Dạ con xin kể. Đa hum bi chế sa hi tăng pha sa mạt nộ na tắc ca rô hồ ti na rô ba mắt po vô po wa ga vô ga na yam pa re sam na pha ga wa sa man nhat sa ho ti. Dạ con có sai, xin chỉnh sửa và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin trao mic lại cho cô. Dạ sa thú kính cảm ơn Thích Hà rất là nhiều. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ con không biết đã ngài ngài Trí Đức có trở lại đạo tràng chưa bạch ngài. Nếu ngài trở lại đạo tràng cho con một tín hiệu ạ. Dạ con kính dâng mít đến ngài để đạo tràng được học từ vựng ạ. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang khai giá. Sa thú hôm nay đại đức pháp trang, đại đức tuệ đức lên tham gia. Riêng đại đức tuệ đức thì vừa tham gia mà vừa minh họa luôn ha. Ví dụ như câu số 2 ha, na tắc ca rô hồ, tới chữ hồ này là có ý nghĩa giống như tiếng Việt ha, chữ hô thành ra chữ ho, ho sù sụ luôn hai ba tiếng ha, cũng làm cho bà con chú ý. Đây là một cái câu phục ngôn khó, nhưng mà quý vị tham gia rất là nhiệt tình, bởi vì chính cái câu phục ngôn này trong cái giọng đọc Pali á, thì quý vị thấy nó cũng có những cái chỗ mà chính cá nhân của chúng tôi cũng đọc sai. Bây giờ quý vị nghe lại để cho biết rằng nó sai sai chỗ nào. Quý vị đã từng sửa chúng tôi trong câu này. Rồi. Sao nghe ồn quá hả? Xin lỗi. Cái quạt. Rồi, hết ồn rồi phải không? Hết ồn rồi nghe nè. Thì chúng ta đọc vào dòng kinh qua hai cách đọc. Quý vị chú ý ha. Quý vị coi tìm dùng cái lỗi sai trong hai cách đọc này. Bá hùm bí chê tăng Bá hùm bí chê sa hi tăng phà sa ma nô na tắc ca rô hồ tí na rô pa mát tô vô vô quá nạ ga vô ga na dằn ba rề sằng nó phà ga hòa xà mạnh nhát xa hồ tí. Đó là một cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai, ba hùm bi chê tầng hí xa phà xa mà nồ nó tắc ca rồ hồ tí na rồ phá mát tồ vô vô quá gà vô ga na dằn ba rề sằng nó phà ga hòa xà mạnh nhát xa hồ tí.
trong hai cái đọc đó. Alo, sĩ Kim thấy sai chỗ nào? Alo, sĩ Kim thấy sai chỗ nào? Ờ, im ru vậy? Alo, quý vị còn nghe không? Có vấn đề rồi. Mày móc có vấn đề hay sao đây? Alo, quý vị thấy sai chỗ nào? Ồn quá, nghe không rõ hả? Nghe rõ vậy thì quý, nhất là sĩ Kim thấy sai chỗ nào? À, kính lễ để Đức Thiện Duyên vừa đến với Pháp hội. À, thường thường tiếng Việt Nam của chúng ta cũng hay có cái giọng nói gọi là nói lái. Thì ở trong cái câu Phật ngôn này cũng có một chỗ mà quý vị thấy rằng Sa Hi Tăng, người ta đọc là Tăng Hi Sa. À, đó cũng có một cái chỗ mà quý vị nghe rồi quý vị thấy rằng ủa, đọc cũng ào ào, nghe Pali vậy nhưng mà đọc sai. Chữ hát Sa Hi Tăng đọc thành ra Tăng Hi Sa. Phá Hùng Vi Chê Tăng Hi Sa Phà Sa Ma Nô. Quý vị nghe cũng ào ào vậy, nhưng mà đó là đọc sai. Thôi bây giờ hiểu đúng ha. À, bây giờ hiểu đúng. Thì với cái câu này, Phá Hùng Vi Chê Sa Hi Tăng Phà Sa Ma Nô, à, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa để rồi chúng ta đừng có đọc lái nữa, à, đừng có đọc sai. Chữ ba hùm bi là do cái chữ ba hú. À, chữ ba hú đây là một tính từ nam tính ha. Nhưng mà ba hú ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ gia quỷ phát tí e cao quá chân á. Cho nên ba hú biến thành ba hùm. Bó hôm là nhiều, nhưng mà chữ bó hôm này cộng với áp bí, cộng với áp bí, đây là một liên từ. Thì chữ áp bí này có nghĩa là dầu hay là ngay cả, dầu hay ngay cả. Thì bó hôm bí có nghĩa là dầu nhiều hay là ngay cả nhiều, dầu nhiều hay ngay cả nhiều. À, và chữ pha hùng bi rồi chữ che, che là một liên từ, có nghĩa là nếu. Liên từ chữ che có nghĩa là nếu. Sa hi tăng do cái động từ ha ra tí là mang lại ha. À, nhưng mà ở đây nó là một danh động từ, có tiếp đầu ngữ xa ở phía trước. Tiếp đầu ngữ xa có nghĩa là cùng. Và ở đây nó được đứng làm đối cách số ít Duttiya Vipattiye Kavacana. Cho nên Sa Hi Tăng có nghĩa là văn chương, có nghĩa là kinh điển. Văn chương kinh điển Sa Hi Tăng. Rồi Sa Hi Tăng đọc lại là Tăng Hi Sa. Văn chương thành ra chương văn luôn, nghe không giống ai. Rồi tiếp tục là Pha Sa Ma Nô. Pha Sa Ma Nô chúng ta thấy Pha Sa Ma Nô nó là một danh từ nam tính ha. À, một danh từ nam tính, nhưng mà ở đây nó đứng làm chủ từ số ít. Bathama ekavachana vipatti Pha Sa Ma Nô là đang nói hay là đang thuyết giảng, đang nói hay là đang thuyết giảng.
chữ pha xá là nói ha. Rồi tiếp theo câu số 2. Na tắc ca rô hô tí na rô ba mát tô. Na tắc ca rô hô tí na rô na mát tô. Câu số 2. Chữ na chúng ta biết là không ha. Na là không. Tắc ca rô, tắc ca rô. Chữ tắc, chữ tắc do cái đại từ xá, đây là một đại từ nam tính ha, có nghĩa là điều ấy, việc ấy. Rồi chữ cá rô do cái từ cá rá, do cái từ cá rá là việc làm hay là người làm. Vậy thì tắc cá rô nó đứng làm chủ từ, và tham á nghe câu quá chánh áo vị phát tí. Tắc cá rô có nghĩa là người hành trì việc ấy, người làm điều ấy, người làm điều ấy, hành trì việc ấy. Rồi chữ hô tí, đây là một động từ do căn ngữ phu, có nghĩa là thì là, thì là. Rồi chữ na rô do cái từ na ra, na ra là một danh từ nam tính, a karan sa phung linh ga, và na ra ở đây đứng làm chủ từ số ít. Bà tham án e ka vachana vi phát tí, cho nên chữ na ra biến thành na rô, người đàn ông, người đàn ông, người nam. Rồi ba mắt tô, ba mắt tô tiếp đầu ngữ ba, tiếp đầu ngữ ba chỉ cho sự nhấn mạnh. Và chữ mắt tô do cái từ mắt chặt tí, ba mắt chặt tí. Mắt chà tí có nghĩa là say mê, đắm nhiễm, phóng dật, bất cẩn. Ba mắt tô có nghĩa là người lơ đễn. Ba mắt tô là người lơ đễn, người lơ đễn. Chúng ta tiếp tục luôn để coi như chấm dứt, bởi vì cái thời gian cũng sắp hết rồi ha. Vô bồ quá gà vô gá ná dần ba rề sần. Vô bồ quá gà vô gá ná dần ba rề sần. Câu số 3, bốn từ. Vô bồ do cái từ vô bá, vô bá là một danh từ nam tính, á khoan ta phung linh gá. Và vô bá được đứng làm chủ từ số ít, bạch mang e cao vách chân áo bị phát tí, cho nên vô bá biến thành vô bồ. Vô bồ là kẻ chăn bò, vô bồ là kẻ chăn bà bò. Và có chữ quá ở sau do cái từ y quá, quý như, vô bồ quá quý như người chăn bò. Vô bồ quá quý vị quý như người chăn bò ha. Rồi ga vô, ga vô, ga vô do cái từ vô, nó là một danh từ nam tính ha. Ô karan ta phung linh ga, và cái từ vô này nó được chia theo đối cách số nhiều, đu tì gia vi phát tí và hú quá trần á, cho nên go biến thành ga vô. Ga vô là các con bò hay là đàn bò, đàn bò, các con bò, đàn bò. Rồi cái từ thứ ba ga na dần, ga na dần, ga na dần đây là một hiện tại phân từ nam tính,
Ganayang có nghĩa là đang tính đếm, đang tính đếm, tức là ở đây cái vấn đề mà gọi là đang đếm một con, hai con, mười con, hai chục con, vân vân, gọi là đếm những con bò. Rồi cái từ cuối cùng là paresang. Paresang do cái từ para, para là một chủng từ nam tính ha, nhưng mà para ở đây được chia theo sở hữu các số nhiều, chát thí, quy pháp thí và hữu quá trình á, cho nên para biến thành paresang của những người khác. Paresang là của những người khác. Rồi tiếp tục câu cuối cùng. Câu cuối cùng nó pha gáo hòa xà mạnh nhát xa hồ tí. Nó pha gáo hòa xà mạnh nhát xa hồ tí. Câu cuối chúng tổng có bốn từ ha. Nó là không. Pha gáo hòa. Pha gáo hòa do cái từ pha gáo. Nó là một danh từ nam tính. Ác rành pháp phung linh gáo, tức là cái việc chia sẻ, phân chia. Do mà chúng ta thấy có tiếp vĩ ngữ quanh tú là chỉ cho sự sở hữu. Pha gá quanh tú mà nó biến thành pha gá hòa, tức là hưởng phần thừa hưởng. Hưởng phần thừa hưởng. Mà có chữ chữ na là không mà mất phần. Không có hưởng phần nữa mà mất phần. Rồi samanyasa. Samanyasa do cái từ samanya. Samanya nó là một danh từ nữ tính. Akaranta ithi linga. Và samanya được chia theo sở hữu các số ít. Sở hữu các số ít tức là chát thí vi pháp thí e ca va chana. Cho nên samanya biến thành samanyasa. Samanyasa là của hành sa môn, của hành sa môn. Bởi vì cái từ samana, một danh từ nam tính, akrantapunglinga, samana có nghĩa là vị sa môn. Còn đây samanya thì nó là một danh từ nữ tính, samana là danh từ nam tính. Hô tí là thì là. Hô tí là thì là. Vậy thì câu Phật ngôn 19 cho chúng ta ý nghĩa như thế nào? Nếu là người giàu đang nói nhiều về kinh điển mà không làm điều ấy, là người bị sáo lãng thì cũng không hưởng phần sa môn hạnh. Ví như kẻ chăn bò đang tính đếm cái đàn bò cho những người khác. Xin lặp lại ha. Nếu là người giàu đang nói nhiều về kinh điển mà không làm điều ấy, là người bị sao lãng thì không hưởng phần sa môn hạnh. Ví như kẻ chăn bò đang tính đếm đàn bò cho những người khác, tức là em chỉ là người đi giữ bò, đi chăn bò, chứ không phải là chủ sở hữu của đàn bò. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ theo luật bát thế này: suốt thông kinh luật mặc dầu, nếu không hành đạo, đếm trâu, đếm bò, dễ vui tự mãn nằm co, qua miền siêu thoát, gọi đò, ai đưa. Suốt thông kinh luật mặc dầu, nếu không hành đạo, đếm trâu, đếm bò, dễ vui tự mãn nằm co, qua miền siêu thoát, gọi đò, ai đưa. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn: nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Alo,
xong cho phần từ vựng. Quý vị thấy có chỗ nào rắc rối, tại sao thắc mắc thì hỏi. Bởi vì trên pháp học thì quý vị biết rằng học, hỏi, hiểu, nhớ, cho khi đó mới thực hành. Rồi không hiểu cho nên đưa tay liền ha. Mời sư Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Trong cái bài này, cái câu cuối cùng đó sư, cái chữ sa manh nhát xá, thì nó cái mu lá, cái gốc của nó là sa manh ná, sa manh nhá. Thì theo sư nói, con thắc mắc ngộ quá, cùng một chữ nó ra, khi mà nó biến cách ra thì nó lại biến cái gender của nó, biến cái giống tính của nó luôn. Nếu mà sa manh nhá thì nó là pulinga, pulinga kalinga, nó là giống đực, nó là giống đực, nó là masculine. Nhưng mà khi nó đổi qua chất thi quỳ phá tí, nó thuộc sở hữu cách á, nó là của hạnh sa môn, đời sống của sa môn, sa manh nhát xá thì nó lại là nó lại là giống của nữ tử tính. Nữ tính nói giống cái, quên, con lộn, nữ tính. Itilinga kalanta. Thì con thấy trong tiếng Pali á, nó hay chỗ đó sư. Tại sao hạnh của hạnh sa môn, đời sống sa môn, nó lại là nữ tính vậy sư? Cái đặc từ, cái điểm nào mà trong cái này thì nó lại biến cách từ nam tính qua nữ tính vậy sư? Từ cái gốc của nó là sa manh nhá thì nó là pulinga, tức là nam tính. Nhưng qua cái của hạnh sa môn, của đời sống sa môn á, thì nó lại là nữ tính vậy sư? Con thắc mắc chỗ đó, sư giải thích cho con được không? Con cảm ơn sư và trả máy lại ạ. Alo, 123, 123. Cái từ coi như sa môn ha, từ sa môn. Nam tính là samana, nam tính là samana, nữ tính là samanya, cũng là chữ sa môn, nhưng mà nữ tính là samanya, còn nam tính là samana. Cũng giống như cái từ Gotama, Gotama là nam tính, mà nữ tính là Gotami, Gotami là nữ tính. Alo. Nhiều khi chúng ta chỉ học mà mới có hai ly, cho nên chúng ta thắc mắc. Nhưng mà trong quy luật á, thì chúng ta thấy có một cái sự phân chia rõ ràng, nam tính, nữ tính, trung tính ha. Nam tính, nữ tính và trung tính. Samanya là nữ tính, samana là nam tính. Cũng giống như cái từ Gotama và Gotami ha. Rồi đại khái là vậy đi ha. Đại khái là vậy đi. Rồi, cái sự thắc mắc này cũng chính xác. Bởi vì không thấy là chỗ này, thế này, chỗ kia sao rắc rối. Nhưng mà khi chúng ta nó thuộc về vai trò nữ tính thì phải là samanya. Còn nếu mà nói về nam tính, cái từ sa môn, thì phải là samana. Rồi, alo, để Đức về Đức nữa hả? Rồi, xin mời. Dạ, Mô Tha Giá, Mô Tham Ma Giá, Mô Sang Kha Giá. Cái này là Lợi Chí Đức ạ. Con có một cái chỗ này con thắc mắc, tại vì con có đọc một bản kinh ghi là Bahum Biche Sang Hít Tá. Thì cái này nó có khác nghĩa với cái Bahum Biche Sa Hít Tăng không ạ? Sang Hít Tá với Sa Hít Tăng nó có khác nghĩa ngang nhau. Thì con đọc một bản kinh ghi là như vậy, con không có được rõ, con xin Ngài chỉ dạy cho con.
À lô ba hùm vi chê sằng hi ta sa hi tăng ha. Chỗ này nó lái ha. Văn chương thành ở chương văn ha. Nhưng mà nếu mà nó lái cái kiểu bà Tú mà nó lộn lại thành ra Tú bà thì nghe kỳ lắm nghe. À, cho nên trong cái nó lái này á, cái chỗ thì dễ nghe, cái chỗ thì nghe nó không có dễ. Ví dụ như chúng ta hay giỡn giỡn chơi chơi với nhau, rồi khi mà nghiêm túc á, lên ngồi trên pháp tọa cũng là nó quen cái miệng ha. Đức Phật đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Khi mình tán thán như vậy thấy nó trang nghiêm ha. Nhưng mà bây giờ nói Đức Phật Ngài đã bẻ gãy bánh xe, bẻ gãy đọc ha, bẻ gãy luôn, nghe nó kỳ cục quá. Thì cái vấn đề nói lái là một cái vấn đề mà chúng ta không nghiêm túc, không tôn trọng, để rồi nó mất đi cái sự trang nghiêm ha. Mình thành ra cái vấn đề giống như quỷ bán pháp. Cho nên quý vị coi như là dễ vui quên mình. Đó là một cái điều mà thất bại ha. Bác Hùng Vi Chề Sa Hi Tăng thì chúng ta biết là Sa Hi Tăng đi. Bởi vì khi mà chúng ta đã đi vào cái tự vận thì chữ Sa Hi Tăng nó cái ý nghĩa là văn chương. Bây giờ mình sanh hí tá là chương văn thì nó khác với văn chương chứ, phải không? Cho nên ở chỗ nào thì chúng ta biết chỗ đó. Đối với Ngài Liễu Tông ha, cái đoạn này nó nằm chỗ nào thì đó mới giải quyết. Chứ còn bây giờ trong cái lời nói thì chúng ta bị cái trường hợp lưỡi không xương ha, nó nhiều đường lắc léo. Thì trên cái đoạn văn nào thì chúng ta y cứ vào đoạn văn đó thì ý nghĩa nó sẽ có ý nghĩa khác nhau. Sắc inside hả? Bây giờ chúng ta thấy về từ vựng, chữ Sa Hi Tăng có nghĩa gì, chữ Sanh Hi Tá có nghĩa gì. Trường hợp ở đây chúng ta học là Sa Hi Tăng hay là Tăng Hi Sa. Alo, ở đây chúng ta học Sanh Hi Tá hay là Sa Hi Tăng thì chúng ta chỉ biết cái chữ đó thôi. Văn chương kinh điển, văn chương kinh điển mà chúng ta đọc Tăng Hi Sa là điển kinh hoặc là chương văn thì ý nghĩa nó khác. Thôi thì chúng ta biết Sa Hi Tăng là văn chương, là kinh điển, mà kinh điển là những cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta tôn trọng đi ha. Rồi câu Phật ngôn 19 này, và một câu Phật ngôn nữa là câu cuối cùng của cái phẩm song đối. Và hai câu Phật ngôn này cùng một duyên sự. Khi mà hết câu Phật ngôn 20, tức là hết cái phần song đối, thì chúng ta có một cái chương trình ôn lại 20 câu Phật ngôn này. Quý vị thấy tâm đắc hoặc là quý vị thấy thắc mắc cái câu Phật ngôn này, rồi chúng ta đem ra thảo luận chúng ta đem ra thảo luận. Bởi vì học mà chúng ta cứ tiến tới rồi chúng ta không ôn lại văn ôn võ luyện, mà chúng ta không ôn lại thì giống như câu này ha, suốt thông kinh luật mặc dầu, nếu không hành đạo đếm trâu đếm bò, dễ vui từ mãn nằm có, qua miền siêu thoát vại đò ai đưa. Mình cứ học tới học thuộc lòng rồi mình không có nghĩa là đem ra thảo luận, đem ra để nghiên cứu. Cũng giống như chúng ta thỉnh kinh luật luận về để trong tủ vậy, rồi suốt ngày quỳ lại lợi ích gì. Rồi chúng ta đếm tặng kinh bao nhiêu cuốn, tặng luật bao nhiêu cuốn, rồi tặng luận bao nhiêu cuốn, cũng giống như chúng ta đếm trâu đếm bò. Thì như vậy mình nghĩ rằng
mình đã ôm được một tam tàng pháp bảo, một kho tàng, như vậy thì sung sướng quá. Mình nằm mình cảm thấy hạnh phúc, mình có cả tam tàng pháp bảo ở trong nhà, và như vậy thì mình cảm thấy rằng mãn nguyện, nằm ngủ thăng cẳng ha. Và cái câu cuối ở đây: qua miền siêu thoát quả đò ái đứa, tới khi mà hữu sự. Kinh nó biết mình chứ mình đâu biết kinh, kinh biết mình chứ mình đâu biết kinh, luật nó biết mình chứ mình đâu biết luật, luận nó biết mình chứ mình nhìn của mình đâu có biết nó. Khổ quá đi, quả đò ái đứa. Tới hồi đó cần biến nghiệp tới, nói rằng tôi là một người hiểu biết giáo pháp quy tâm bảo từ lâu, đệ tử của ngài này ngài kia là những bậc trưởng lão, những bậc nổi tiếng. Nhưng mà rồi quý vị biết rằng ở trong cái nồi canh nó ngon như vậy, nhưng mà cái muỗng canh á, nó đâu có hưởng được cái hương vị của cái nồi canh. Mà nhờ cái muỗng canh á, người khác họ nếm, họ mới hưởng được cái hương vị của nồi canh. Rồi cái gương mà để soi mặt á, quý vị biết rằng người ta dùng cái gương đó để người ta trang điểm, ta làm đẹp cho chính cái quê hương, chính cái mặt của người này người kia. Nhưng mà chính cái gương soi mặt đó, tự nó cũng không biết mình đẹp mình xấu. Rồi cái người cai trường á, ở trong một cái môi trường kiến thức ha, học trò hết đợt này tới đợt khác, nhờ có môi trường này mà coi như kiến thức tăng trưởng, rồi trở thành những kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ. Nhưng mà người cái trường đó chỉ biết ôm sách vở lên cho thầy cô, chỉ biết đánh trống, chỉ biết mở cổng trường, rồi chỉ biết quét dọn. Ở trong một cái môi trường mà nó phát triển về kiến thức, nhưng mà cái người cai trường chỉ đứng dậm chân một chỗ, đại khái là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng câu Phật ngôn này chúng ta học hỏi nhiều để làm gì? Chúng ta học hỏi nhiều để làm gì? Dù một cái câu Phật ngôn đi nữa mà chúng ta chuyên sâu vào đó, chuyên sâu vào đó, thì cái kết quả nó cũng tốt đẹp. Thế nếu mà chúng ta học nhiều quá rồi chúng ta chỉ là con mọt sách, không thực hành, thì đó là một cái điều đáng tiếc. Vậy thì học xong 20 câu này, quý vị có thể phán biện, có thể rằng giải thích cái câu Phật ngôn này tu tâm đắc, bởi vì hợp ý của tôi, bởi vì chính câu Phật ngôn này đem lại sự an lạc, và câu Phật ngôn này làm tôi khó chịu quá đi. Do cái sự khó chịu đó, quý vị có thể đưa ra để rồi chúng ta cùng giải tỏa sự thắc mắc. Đó là Kale Na Thong Masakacha, tức là chúng ta thảo luận để tìm hiểu ý nghĩa lời Phật dạy như thế nào. Bởi vì qua những câu Phật ngôn này, Đức Phật vì một cá nhân mà thời kỳ của Đức Phật, ngài đã nói như vậy. Còn đối với chúng ta trong thời buổi này, chúng ta hiểu theo cái ý nghĩa phàm phu tục tử của chúng ta, những người thiếu duyên, thiếu phước, cho nên chúng ta cần phải thảo luận để rút ra một cái điểm chung thích nghi cho cuộc sống bây giờ. Thời gian cũng đã trôi qua, quý vị bình tĩnh mà run ha. Bởi vì có thể rằng trong vòng 10 phút trình bày một câu Phật ngôn, những chuyện đã bắt thăm hay là cái vấn đề mà mời quý vị cứ tự mình chuẩn bị đi ha, tự mình chuẩn bị.
đột xuất chuẩn bị để mà rung á, rung chứ không phải rung, mà người ta nói rung cây nhát khỉ là khác, còn đây rung. Rồi buổi sinh hoạt hoặc của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư ân quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên khi toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so ti wo ho tu sa pa da. Do lời chân thật này, kính dâng và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Hà Giá. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Tập nơi đây mong cõi lòng quan hỷ